Trường Giang, các bạn nói tôi giả, tôi sống sao cho vừa lòng người. Là người có gia đình rồi thì nên bớt lại đi, Trường Giang lên tiếng nhắc nhở Harry Won khi thấy cô tỏ ý hãm trai. Vừa qua tập 10 chương trình siêu bất ngờ lên sóng với nhiều tiết mục thú vị hấp dẫn. Tham gia chương trình tuần này có sự xuất hiện của Cao Thiên Trang, Hiếu Nguyễn, Song Luân. Theo luật của chương trình, các nghệ sĩ tham gia dưới vai trò người chơi sẽ phải quay mặt về sau, nghe giọng nói để đoán xem nhân vật đang xuất hiện là ai. Trường Giang nhắc Harry Won là người có gia đình rồi thì nên bớt lại đi. Như thường lệ, mở màn chương trình là phần giới thiệu người chơi của hai MC Trường Giang và Harry Won. Chương trình tuần này có sự tham gia của khá nhiều mỹ nam, trai đẹp, đúng như lời Trường Giang nói. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn nhiều nghệ sĩ tới chơi, vui vẻ, hài hước, đẹp xinh lung linh. Harry Won không giấu nổi sự ham muốn và phấn khích. Cô thốt lên, tôi rất thích, hôm nay toàn là nam thần thôi. Trường Giang nghe vậy điền lên tiếng nhắc nhở, khiến Harry Won ngượng đỏ mặt. Anh nói, là người có gia đình rồi thì nên bớt lại đi. Sau đó Trường Giang còn chăm chọc Harry Won bằng cách đá sang Trấn Thành. À đúng rồi, phải thông cảm cho Harry Won. Ở ngoài gặp cái giống mập hoài, ra ngoài gặp nam thần nên chịu đâu có nổi. Đây chỉ là câu nói đùa nhưng một số khán giả lại không thích Trường Giang nói về Trấn Thành như vậy. Trường Giang thà cho Harry Won 1 triệu còn hơn mời đi ăn. Ấn tượng nhất trong chương trình là sự xuất hiện của nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền. Đây có lẽ lần hiếm hoi nghệ sĩ Ngọc Huyền xuất hiện trên sóng truyền hình sau một thời gian dài sinh sống và làm việc ở hải ngoại. Có lẽ vì vậy mà các người chơi đều hoang mang. Dù đã đoán ra người đứng sau mình là nghệ sĩ Ngọc Huyền nhưng vẫn không dám tin cô lại xuất hiện ở chương trình. Bởi thế, họ phải đặt câu hỏi để nhờ Trường Giang trả lời. Nhưng vì Trường Giang trả lời quá mập mờ nên diễn viên Hiếu Nguyễn đã vô tình hỏi khá động chạm. Anh nói, em không biết anh Trường Giang đang thật hay đang giả, anh trả lời giúp em được không? Trường Giang nghe vậy liền tỏ ra bức xúc. Tôi phấn khích thì các bạn biết được nhân vật đằng sau là ai, mà tôi không phấn khích thì các bạn nói tôi giả. Các bạn nói tôi giả, tôi sống sao cho vừa lòng người. Nhiều khán giả xem truyền hình cũng cho rằng Trường Giang thực ra rất quan tâm và yêu thương Harry Won. Những xích mích scandal trên sóng truyền hình thời gian qua chỉ là đóng giả để thêm kịch tính. Sau khi được mọi người đoán ra mình, nghệ sĩ Ngọc Huyền đã có những chia sẻ đầy chân thành. Cô nói, tôi hiện giờ đang có gia đình ở nước ngoài, về Việt Nam chỉ để làm việc thôi. Tôi đi đi về về chứ không chính thức về Việt Nam luôn. Bởi vậy các bạn trẻ sau này không tin tưởng rằng tôi lại đồng ý tham gia game show truyền hình, nhưng tôi thấy mình nên tham gia game show cùng các bạn trẻ nhiều hơn để bảo tồn và phát huy nghệ thuật cải lương. Các bạn trẻ nhắc đến tên tôi, chứng tỏ cũng có biết tôi là ai. Các bạn có thể biết tôi qua các băng hình ngày xưa hoặc qua ông bà cha mẹ TV, ít nhất tôi đã có dấu ấn trong lòng các bạn. Bởi vậy tôi càng phải xuất hiện trên sóng truyền hình để hy vọng rằng giới trẻ không bỏ quên cải lương đã nằm trong trái tim tiềm thức của chúng ta để nó không bị phai nhạt. Sau đó nghệ sĩ Ngọc Huyền tỏ ra hoang mang khi biết các người chơi không có tiền thưởng và muốn lấy tiền thưởng của mình để chia lại cho mọi người. Trường Giang nghe vậy liền hốt hoảng, em với Harry Won không có tiền thưởng đâu. Nghệ sĩ Ngọc Huyền đành phải chuyển sang, nếu Trường Giang với Harry Won không có tiền thưởng thì chị sẽ dẫn hai em đi ăn để bù lại. Lúc này Trường Giang lập tức kể xấu Harry Won, anh nói, thà cho Harry Won còn hơn dẫn đi ăn, ăn một lần hết 10 triệu đấy. Gạo nếp gạo tẻ lần đầu tiên làm nên kỳ tích trong 24 năm của giải thưởng Mai Vàng, chiếm trọn tình cảm khán giả và sự công nhận của giới chuyên môn. Gạo nếp gạo tẻ đã xuất sắc đoạt 4 giải Mai Vàng ở tất cả các hạng mục được đề cử và trở thành bộ phim truyền hình đầu tiên đoạt nhiều giải thưởng nhất lịch sử Mai Vàng suốt 24 năm qua. Sau 2 giải vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc 2018 và giải phim truyền hình được yêu thích nhất 2018, bộ phim Gạo nếp gạo tẻ tiếp tục thắng lớn khi cùng lúc đoạt 4 giải Mai Vàng ở các hạng mục. Bộ phim truyền hình được yêu thích nhất, nam diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất Trung Dũng, nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất Thúy Ngân, ca khúc được yêu thích nhất Đi tìm tình yêu. Lời Việt Đinh Trung Chính trình bày Ôn Vĩnh Khang. Và lập kỷ lục là phim truyền hình thắng nhiều giải nhất lịch sử 24 năm giải Mai Vàng. Bên cạnh đó, Trung Dũng và Thúy Ngân đã được tôn vinh và đứng trong top 10 nghệ sĩ của năm trong lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 24. Chia sẻ cảm xúc về những chiến thắng tại giải Mai Vàng, đạo diễn Võ Thạch Thảo cho biết, bên cạnh hai giải thưởng dành cho bộ phim, tôi rất vui và hãnh diện khi Gạo nếp gạo tẻ được trao hai giải về diễn xuất dành cho diễn viên Trung Dũng và Thúy Ngân. Thực tế, kịch bản Gạo nếp gạo tẻ đã tạo điều kiện cho tất cả các diễn viên thể hiện tài năng diễn xuất của mình và với sự cộng hưởng của nhiều yếu tố đã giúp các vai diễn chinh phục trái tim khán giả. Cảm ơn khán giả cả nước đã yêu mến, theo dõi và đồng hành cùng hơn 100 tập phim trong suốt thời gian qua. Trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng 2018, Thúy Ngân Trung Dũng không khỏi xúc động khi lần đầu tiên được cầm trên tay tượng Mai Vàng danh giá và có mặt trong top 10 nghệ sĩ của năm.
nữ diễn viên Thúy Ngân bồi hồi chia sẻ. Được xướng tên trong lễ trao giải Mai Vàng 2018, Thúy Ngân hạnh phúc vô bờ bến. Thúy Ngân rất vui và vinh dự khi vai diễn của mình đã được khán giả đón nhận. Xin trân trọng cảm ơn đơn vị sản xuất, đạo diễn, biên kịch và các diễn viên, ekip đoàn phim. Và đặc biệt, Thúy Ngân xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các khán giả đã yêu mến bình chọn cho Gạo Nếp Gạo Tẻ và vai diễn của Thúy Ngân. Diễn viên Trung Dũng bày tỏ, xin trân trọng cảm ơn đạo diễn biên kịch đã cho Trung Dũng cơ hội để đến với giải Mai Vàng với một vai diễn rất hay, thể hiện được năng lực diễn xuất. Trung Dũng rất xúc động vì không chỉ được khán giả yêu thương đề cử và bình chọn, mà còn vì giải thưởng đã chứng minh phim Gạo Nếp Gạo Tẻ xứng đáng là một bộ phim của khán giả truyền hình cả nước. Ngay sau khi ban tổ chức công bố giải thưởng, dàn sao Gạo Nếp Gạo Tẻ gồm nghệ sĩ ưu tú Minh Đức, nghệ sĩ Mai Huỳnh, Hoàng Anh, Thanh Thức, Phương Hằng, Phạm Anh Tuấn, Buka, Ngọc Thuận đã cùng nhau chia sẻ niềm vui cùng các khán giả và ekip. Thanh Thức tường của Gạo Nếp Gạo Tẻ cho biết, chúc mừng Gạo Nếp Gạo Tẻ giành chiến thắng với rất nhiều giải thưởng do giới chuyên môn và khán giả bình chọn trong năm 2018. Thanh Thức tin là tập cuối của Gạo Nếp Gạo Tẻ sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Gạo Nếp Gạo Tẻ thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả cả nước và báo chí truyền thông. Phim đã có mặt trong top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Google Việt Nam 2018, top trending YouTube Việt Nam 2018 với tổng lượt sắp xỉ 1 tỷ và vẫn đang tăng lên hàng giờ. Hiện phim đã phát được 108 tập. Và tập cuối cùng sẽ được phát sóng lúc 20 giờ thứ Hai, ngày 14 tháng 1, 2019 hôm nay. Cộng đồng mạng mỉa mai Thư Dung mặc dày như bê tông, ăn mặc lố lăng đến dự Mai Vàng dù không ai mời. Khi phát hiện ra sự xuất hiện của Thư Dung, ban tổ chức đã mời cô ra về vì không hề có tên trong danh sách khách mời. Phướng lùm xùm bán thân nghìn đô, Thư Dung trở thành cái tên bị không ít người tẩy chay. Mặc dù đã lên tiếng đính chính rằng cô mới chỉ vào khách sạn gặp mặt đại gia để nói chuyện, chứ chưa làm gì, quần áo vẫn còn nguyên thì đã bị công an ập vào, nhưng chẳng mấy ai cảm thấy lời giải thích của dân dài sinh năm 1995 này lọt tai. Trong một talk show trên truyền hình, Thư Dung khẳng định mình không làm gì sai nên không sợ. Cô sẽ sớm quay trở lại showbiz và lấn sang vai trò mới trong lĩnh vực điện ảnh. Thư Dung hồn nhiên xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải Mai Vàng. Cô thậm chí còn có mặt từ rất sớm khi chương trình vẫn chưa bắt đầu. Chưa biết sự cố gắng của Thư Dung thế nào, nhưng mới đây cô lại tiếp tục bị mất điểm trong mắt công chúng. Khi diện một bộ đầm màu vàng lòe xòe sẽ quá cao để khoe dáng trên thảm đỏ của lễ trao giải Mai Vàng, một thành viên của ban tổ chức cho biết Thư Dung đã đến từ rất sớm khi lễ trao giải chưa diễn ra và vô tư tạo dáng như thể mình là một ngôi sao. Tuy nhiên thực tế cô nàng không hề có tên trong danh sách khách mời, chính vì vậy mà đại diện ban tổ chức đã mời cô ra về. Thế nhưng không hiểu chương dài này nghĩ gì mà bị đuổi về, nhưng cô vẫn quyết tâm nán lại đến tận khi kết thúc phần livestream trên thảm đỏ và mọi người đã vào hết bên trong nhà hát. Nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thư Dung xuất hiện trong một sự kiện uy tín như giải Mai Vàng. Điều này đã khiến ban tổ chức rất bức xúc, vì đây là một chương trình truyền hình trực tiếp và uy tín, nên việc để hình ảnh một người đẹp vướng vào tin đồn xấu sẽ tạo nên sự phản cảm cho những người theo dõi chương trình. Hành động của Thư Dung cũng lập tức làm dân mạng nổi sóng. Nhiều người đánh giá hành động của Thư Dung là lố lăng phản cảm, thậm chí dành cho cô những lời bình luận nặng nề như mặt dày như bê tông cốt thép, hay lại còn thuê cả đội diễn viên quần chúng đi theo giả vờ làm fan nữa, bó tay. Tuy nhiên Thư Dung đã nhanh chóng xóa hết những bình luận này và chỉ để lại những comment khen ngợi cô. Bên cạnh đó Thư Dung cũng phân trần, cách đây một tuần có một người bạn của em nhắn là bạn có hai vé Mai Vàng, nhưng bạn của bạn ấy không bận không đi được nên rủ em đi cùng. Em thừa nhận em không được mời đích danh vì em không phải nghệ sĩ được đề cử hay tham gia những tác phẩm phim ảnh được đề cử. Em từ chối nhiều lời mời event khác nhưng lại rất thích giải Mai Vàng vì năm sau em chuyên tâm đóng phim nên đã tham dự cùng bạn em. Mai Vàng có hai lớp soát vé nên nếu không có vé thì không thể dự được, trong khi em ngồi xem đến cuối giờ. Khi biết em đến tham dự, ban tổ chức cũng nhắn em là nếu biết em đến dự thì sẽ khuyên em không nên đến vì sợ ồn ào, vì ban tổ chức không muốn có thông tin không hay sau chương trình. Nhưng em lỡ chuẩn bị trang phục rồi thì chờ nghệ sĩ đi xong rồi mình đi cuối. Em cũng buồn khi nghe thông tin như vậy, nhưng lỡ tới rồi nên em tham dự. Thật lòng em muốn xin lỗi ban tổ chức vì đã làm mọi người khó xử. Đi xong thảm đỏ em xin phép về trước vì nghĩ phiền ban tổ chức. Khi lên xe đi được một đoạn thì bạn bên ban tổ chức có nhắn em là đã hội ý ban tổ chức rồi, lỡ tới thì cứ vào dự, em rất thích và yêu mến chương trình nên vào trong dự đến cuối giờ mới về, chứ không có chuyện không có vé hay làm lố trên thảm đỏ như người ta viết.
Dù ban tổ chức đã mời Thư Dung ra về, nhưng cô vẫn dứt khoát nán lại. Hành động của chân dài người Hà Giang khiến ban tổ chức rất bức xúc. Thúy Ngân bị mất túi hiệu khi lên sân khấu mai vàng chụp ảnh. Nữ diễn viên để túi trên ghế sau đó trở lại thì chiếc túi đã không cánh mà bay. Tối 12 tháng 1, Thúy Ngân chia sẻ với báo cô bị mất chiếc túi LV mà cô cầm theo khi đến dự lễ trao giải mai vàng vào tối 12 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên cho biết lúc kết thúc chương trình cô lên sân khấu chụp hình kỷ niệm, an tâm đặt túi trên ghế vì đó là khu vực dành cho nghệ sĩ tham dự. Nhưng khi trở lại đó, chiếc túi hàng hiệu đã không cánh mà bay, khiến Thúy Ngân vô cùng hoảng hốt vì lần đầu tiên trong đời bị mất đồ. Tuy trong túi không có đồ vật giá trị cao, nhưng Thúy Ngân lại để thẻ ra vào nhà bên trong túi. Nên tối qua cô không thể về nhà chuẩn bị đồ để sáng nay đi quay, nữ diễn viên đành tá túc nhà bạn, đợi sáng về sớm, nhờ người mở cửa. Qua sự việc này, Hân Hoa Hậu tự nhủ, phải thức hơn, luôn cẩn thận mang theo đồ đạc bên cạnh mình, đặc biệt là ở những sự kiện đông người. Dù gặp chuyện không may mắn, Thúy Ngân không quá buồn lòng vì cô nhận được giải thưởng cao quý, nữ diễn viên điện ảnh truyền hình yêu thích do vai Hân trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Cô từng tâm sự bản thân không dám nghĩ mình đoạt giải thưởng, vì trong danh sách đề kỵ có nhiều gương mặt đàn chị như Lê Phương, Nhã Phương, Thu Quỳnh. Người đẹp đặt tâm lý thoải mái khi đến lễ trao giải nên đã bật khóc vì quá đỗi bất ngờ trong khoảnh khắc được xướng tên. Ngay cả khi lên sân khấu nhận cúp, cô vẫn chưa hết xúc động nhưng cố gắng gửi lời cảm ơn đến nhà sản xuất ekip bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Một điều trùng hợp, những ngày đầu tháng 1 này, còn tròn 10 năm Thúy Ngân từ Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi nghệ thuật. Ban đầu, với lợi thế hình thể cô gắn bó với sàn diễn thời trang và tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, Nữ hoàng trang sức 2009, đoạt giải Á Khôi 1, Hoa hậu Việt Nam 2010 top 20, Nữ hoàng du lịch quốc tế 2011 top 20. Sau đó cô bắt đầu rẽ sang lĩnh vực diễn viên nhưng không được tạo nhiều sự chú ý. Đến vai diễn nàng dâu hỗn láo trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thúy Ngân khẳng định được khả năng nghệ thuật và trở thành cái tên được khán giả quan tâm yêu thích. Trên sóng truyền hình, Thúy Ngân bày tỏ muốn dành tặng chiếc cúp đến người ba đang bệnh nặng ở quê nhà. Mong ông mau sớm khỏe mạnh để đón Tết cùng con cái. Dù con cái trưởng thành thế nào, gia đình luôn dõi theo lo lắng như thỏ thơ dại. Ba dặn tôi luôn biết trước biết sau, cố gắng theo đuổi và thực hiện ước mơ đến cùng bằng sự tử tế. Sau lễ trao giải, tôi gọi điện thoại ngay về cho ba mẹ để chia sẻ niềm vui với ông bà, nữ diễn viên chia sẻ. Gạo Nếp Gạo Tẻ sẽ kết thúc vào tối 14 tháng 1 hôm nay. Tuy nhiên, những ngày này khán giả còn gặp Thúy Ngân với vai diễn trong sitcom Em Chưa Muốn Lấy Chồng trên kênh VTV9. Cô hóa thân thành Bạch Dư, người phụ nữ hết lòng vì công việc và liên tục trì hoãn việc lấy chồng. Sau đó, nhân vật này quyết định chia tay chồng chưa cưới, nhưng vẫn phải sống chung nhà vì muốn giấu bố mẹ. Điều đó khiến cô rơi vào nhiều tình huống trớ trêu.